Ông Sáng đã về đấy à? Vâng, em Tùng của chỗ ô tô đồ mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị gia đình mình nhá. Thì khung giờ quen thuộc rồi, 7-8:30 này mỗi tối này. Đấy, em xin phép dành một xin xíu thời gian nhỏ gia đình mình để tiếp tục buổi livestream báo giá sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương hôm nay nhá. Anh chị này cũng rất là nhiều đầu xe mới đây. Rất nhiều sự lựa chọn anh chị quý vị nhà mình nhá. Hai số này thì em sẽ để trên hình này. 0343 540999 này và 0347701777. Ok. Hai số này đã chấm trên mình nhá. Anh chị quý mình đang quan tâm dòng xe nào này, mẫu xe nào này, bình luận comment đi. Chào những khách hàng đầu tiên nhá, những khách hàng thân thương nhất của chó ô tô đồng Hải Dương ạ. Vâng, chào thêm Nguyễn này. Chào bác Đức Huy này, Đức Thúy này. Đấy, chào đại mình nhá. Đấy, cảm ơn dành rất là nhiều này. Đấy thì hôm nay bên em có về một mẫu dầu đây, một mẫu máy dầu đấy nhá. Ford Everest 2008 đây, 230 triệu đồng nhá. Đấy, rất là kinh tế luôn. Nếu các bác nào ở vùng đồi núi cao này thì quan tâm bên máy này nhá, hoặc là đi đường trường một xíu này. Đấy, rất là kinh tế luôn, máy dầu. Seto màu trắng số động à. Seto màu trắng số động tạm thời chưa có bác Đức Thúy ơi. Đấy, rất là tiếc ạ. Bác cứ để lại cho em xin số điện thoại nhá, để lại số điện thoại phần comment đi. Chắc thì một vài nữa thôi là có Seto về nhá. Để phục vụ bác ạ. Vâng, chào Trần Tiến Luân này, chào Thái Mai, Phương Mai. Chào Đại Đình nhá. Dòng nào chưa có thì nhà mình cứ bình luận, cứ comment nhá, cho em xin số điện thoại đi. Một hai nữa về là em sẽ liên hệ trực tiếp cho mọi người thôi ạ. Vâng, chào Phong Hà. Đấy. Đấy, khá nhiều lượt xem mới nhá. Đấy, nhà mình cho hỏi là hình ảnh âm thanh ánh sáng ok nhỉ? Hình ảnh âm thanh sáng ok chưa, để em Tùng tiếp tục vào báo giá nhá. K3 cũng chưa có. Đấy, dòng Kia đời cao tạm thời dạy chưa có nhá. Đấy, dòng Kia đời cao cao tầm như Seto K3 chưa có bác ạ. Đấy, mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên, cho xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đấy thì vừa rồi đã báo giá mẫu đầu tiên này. Ok ạ. Vừa rồi báo giá mẫu đầu tiên nhá. Ford Everest 208 này. Đấy, máy dầu nhá. Con này đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy, động cơ 2.0 số, động cơ 2.5 số sàn nhá. La sáng đúc lốp lát đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, trang bị turbo này. 235 triệu đồng thôi, 7 chỗ máy dầu. Ok, cảm ơn anh Đức Thúy ạ. Cảm ơn bác Đức Thúy ạ. Chào bác Nguyễn Quang Thảo nhá, chào Hoàng Đức Hợp, chào Đại Đình nhá. Thì đằng trước mẫu Ford máy dầu 2008 rồi. Tiếp đây nhá, em xin báo một dàn 7 chỗ mới về cho mình tham khảo nhá. Đây, Mitsubishi Zoyli 2004 đăng ký bánh 206 nhá. Con này thì bên em 7 chỗ bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. Đấy, giá bằng con SH thì mình cùng tham khảo nhá. 7 chỗ đầy đủ chức năng, đầy đủ công cụ rồi, mang về sẵn đi sẵn dụng thôi. La sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi này. Mitsubishi 7 chỗ. Đấy, một dòng đến từ Nhật nhá. 135 triệu đồng. Có Rio công cụ. Con Rio hôm nay vừa bán xong đấy anh nhá. Đấy, con Rio hôm nay vừa bán xong này, và bác đứa anh đang hỏi, đang quan tâm con Innova không? Innova 16 hôm nay cũng bán từ sáng các bác đứa anh nhá. Đấy, bác hỏi giấy tờ đấy thì giờ không có đâu nhá. Giấy tờ thì nó về Nghệ An Thanh Hóa rồi. Trời, bác Trần Đức Nam 300 con nào ngoan anh ơi. Tầm 300 đến 350 triệu à? Tầm đấy thì tầm chính xác tầm đấy thì bên em chưa có nhá. Bên em tầm gần 300 đấy thì có mấy con CX nhá, La Chetty CX, có La Chetty CX nhá. Đấy, vừa hỏi là có La Chetty CX nhá. Đây, ok. Trả lời luôn cái bình luận anh chị mình quan tâm nhá. Nếu tầm 300 đến 350 triệu thì chính xác thì tầm đấy em chưa có này. Còn tầm loanh quanh đấy thì bác tham khảo cho em mấy mẫu La Chetty CX bên em đang bán đi nhá. Đây, mấy đấy, số động sedan 2 đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 250 thôi. Đấy, tham khảo cho em mấy mẫu này. Đây là Chetty CX nhá. La Chetty CX 2010 màu đen, đăng ký làm bánh 2011. Con này thì mang động cơ 1.6 số động sedan 2 đầu phân khúc hạng C. Bên em đang bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 258 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá. Con này thì tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. Trang bị cả cửa sổ trời đây, ba lô lama này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, vô lăng bạt chấu túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đàn thì màn hình của hãng nhá. 258 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho mẫu La Chetty CX, máy số keo chỉ zin này ạ.
Mazda 3 trắng 15-16, Mazda 3 tầm số rộng 2015-2016 thì bên em tạm thời là chưa có nhá. Cảm ơn những lượt bình luận của bác Thúy Đức, Đức Thúy rất là nhiều ạ. Đấy, bác cứ để lại số điện thoại đi ạ, để lại số điện thoại nhá, em sẽ lốt vào, em sẽ lốt vào những danh sách nào, danh sách những khách hàng yêu thương nhất nhá. Nào mà có đầu nào mà tầm tầm mức giá đấy thì em sẽ liên hệ với bác ạ. Modeling màu đỏ, ok, có modeling màu đỏ nhá. Với bác nào mà tầm hỏi 300 đến 350 triệu đồng này, tham khảo cho em mẫu này nhá. Mẫu này hơn hơn một xíu này, Toyota Vios 2016 bản E số sàn. Con thì bên em đang bán được cửa tiền là 365 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi zin. Xe thì là lên full đồ chơi ạ. Đấy, lên full đồ chơi rồi, la răng đúc này, có phanh chế chống bó cứng ABS nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu Biberotter siêu sáng siêu đẹp này. Ok bác Đức Quý nhá, em đã sẽ lưu lại số điện thoại bác nhá. 305 biển số rất đẹp ạ. Đấy, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, xin nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, xe thì được độ lên màu sơn hai rẻ màu mây bách khá đẹp này. Nội thất bên trong đây ạ. Nhờ nội thất ghế da màu bền rất là sáng màu đẹp này. Vô lăng 3 chấu, túi khi đặt trên vô lăng. Màn hình cova cỡ lớn nhá. Đấy, đè lổ sạc tốt thì trang bị đầy đủ rồi. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng tầm 300 đến 350 triệu đồng này, quan tâm cho mẫu Toyota Vios này đi. Đấy, một dòng xe quốc dân nhá, rất là bền, rất là đẹp này. Lồi đồng cuối đá phá không chịu hỏng nhá, tiết kiệm liệu vô cùng luôn. Đấy. Vâng ạ, cả mình đang quan sát bác Nguyễn Viết Tùng này, modeling màu đỏ này. Modeling màu đỏ, modeling màu vàng thì bên em đầu có bác Anh Ngọc nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream nhá, chia sẻ comment mạnh lên, giúp em đồng đi. Mỗi người 57 bình luận, 57 comment nhá, lan tỏa buổi livestream hơn. Đấy, cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy thì vừa rồi đã báo giá những mẫu xe mà các bác đang quan tâm rồi. Bác nào mà quan tâm dòng nào nhá, mẫu nào cứ bình luận, cứ comment nhá. Vâng, thì sau đây em Tùng xin phép báo giá từng đầu sản phẩm gia đình nhỉ ạ. Đây nhá, thì ngay chỗ này này, em xin giới thiệu đại gia đình nhà mình một mẫu sedan hai đầu. La Chetti, đấy, 2009, đăng ký là bánh năm 2010. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 140 triệu đồng, sedan hai đầu, quân khúc hạng B. La sáng đúc lốp ráp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá. Đấy, những bác nào mà vừa có bằng này muốn bổ túc tay lái, chọn cho mình một chiếc xe hai đầu, tham khảo cho em mẫu này nhá. 145 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng sâu ạ. Vâng, chào bác Đức Lương nhá, chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream hôm nay ạ. Các bác nào hôm nay mới vào xem buổi livestream lần đầu thì hãy cho em Tùng chủ chợ ô tô đầu mối Hải Dương một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi lên sóng tiếp theo của bên em nhá. Vâng, chắc Huynh Phạm ạ. Đấy, bác Huynh Phạm vừa xem buổi livestream thì cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi bác Huynh Phạm ơi. Vâng, thì ngay ở đây nhá, xin giới thiệu đến đại gia đình của mình một mẫu xe đời cao đây. Avel 2017 nhá, mà cửa tiền chỉ có 225 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ Quảng Linh đây, đất cảng Quảng Linh đây. Màu đen rất đẹp này, sedan 2 đầu. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, la sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa bó chống bó cứng ABS rồi. Lốp láp thì còn dày còn đẹp nhá, trong vòng 5 đến 5 rưỡi nữa thì không phải lăn tăn gì về lốp láp nhá. 225 triệu đồng. Đấy, sedan 2 đầu đời 2017 mà giá chỉ hơn modeling một tí thôi này. Máy số keo chỉ sơn xi zin, vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng nhá. Đầu đài màn hình của hãng này, nội thất thì cực đẹp luôn. Đấy, không bàn về chất lượng, chỉ bàn về giá thôi. 225 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn ra lồng được nhiều cho mình nhá. Đấy, Avel rồi này, Avel 2017 này. Vâng, cháu Nguyễn Trung ạ. Đấy, cháu Quỳnh Phạm nhá, chào tất cả những bác mới vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cạnh mẫu Avel 2017 vừa rồi này, tiếp tục với cửa tiền 225 triệu đồng, em xin báo giá gia đình mình một chiếc Toyota Vios nhá. Toyota Vios 2008, đăng ký là bánh 2010. Con này thì tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 41011 lụt đây. Bản e xịn nhá, em Tùng đang giao bán với cửa tiền 225 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất, còn đẹp nhá, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Quay mấy modeling đi anh. À, vâng, ok bác ơi, em sẽ quay mấy con modeling nhá. Nhà mình đang tham khảo dòng nào thì cứ bình luận đi, em Tùng quay cho ạ. Đây nhá, modeling thì ngay gần đây có một mẫu này, bác tham khảo xem mẫu đi. Kia modeling 2010, bản SX, bản nhập Hàn nhá, bản đủ phun kịch, đăng ký là bánh 2013, động cơ 1.0 của máy eco luôn. Rất tiết kiệm nguyên liệu luôn ạ. Màu xanh cửu long rất là đặc biệt đây. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh này, có phanh chế chống bó cứng ABS. Xin nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, 1.0 máy eco số động, nhập Hàn. Con này thì bên em đang bán được cửa tiền 235 triệu đồng thôi nhá. Còn bớt còn ra được sâu gia đình như mình. Đấy, cần số jack điều hòa auto, nội thất ghế da, zin nguyên bản theo xe nhá. Kia Morning FX bản nhập Hàn, bản đủ 230 triệu đồng.
Đây, đây có vài mẫu modeling nhé, em giới thiệu luôn cho bác này. Đấy, em đã giới thiệu modeling rồi nhá. Bác Tiến Luân ơi, cho em xin mấy lượt chia sẻ đi ạ. Vâng, chắc Lê Tuấn Anh này, chắc Minh Hoàn, chắc Gốc Huy Thủy. Chờ đợi cho mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 210 màu xanh. Tiếp theo đây báo giá gia đình mình Kia Morning 211 số sàn 1.0. Con này có 130 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Xe tập lái có 130 thì lên full đồ chơi rồi. Cặp bi cầu này, bi projector này, la răng đúc, đây đa chấu nhá. Đấy, la răng đúc đa chấu đầy tạo đầy đầy mâm này. Xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện. Cam đùi, cam hành trình. Đấy. Màn hình cova cỡ lớn rồi. Đấy, xe tập lái có 130 thôi mà full đồ chơi rồi. Đấy, nó bị chốt ở trong này, không bảo được. Vâng, cháu Phạm Chính nhá, nhiều xe đạp quá cháu Tùng ơi. Cảm ơn bác Phạm Chính rất nhiều này. Đấy, chúc bác Phạm Chính buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream thì ủng hộ cháu Tùng bằng 57 lượt chia sẻ đấy bác ơi. Đấy, Modeling 210 số rộng này, Modeling 211 số sàn này. Đây có một con Modeling đời cao ở đây nhá. Có đời cao này, 197 triệu đồng thôi, gửi gia đình nhìn này. Kia Modeling 2016 màu be, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Tư nhân chính chủ 15 phải sóng nhá. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền tham khảo thương lại gia đình nhà mình 197 triệu đồng. 2016, la xăng đúc phay 4 bánh lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất nhá. Cam đùi cao hành trình đầy đủ rồi ạ. Vâng, chắc Văn Cường này, chắc Phạm Chính này, chắc Minh Hoàn. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây thì chỗ này một giải modeling luôn, một giải một trời modeling luôn, giới thiệu cho nhà mình mấy mẫu luôn. Vâng ạ, chào bác Văn Cường ạ. Vâng, chào bác Thơ Thị Vũ nhá. Vâng thì ở ngay đây là tiếp theo lại Kia Morning này. Kia Morning 2010 bản đồ SX. Đấy, tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh, quê hương quan họ chất tình này. Đấy, bản đồ thì được trang bị la răng đúc lốp láp đẹp. Phanh đĩa chống bó cứng ABS này, xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện. Con này là bản SX nhập Hàn, động cơ 1.0 số rộng, cần sữa rác điều hòa auto nhá. 205 triệu đồng thôi nhá. 205 triệu đồng cho mẫu này. Đấy, các chị gái, các nữ nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái nhá, cần một chiếc xe số rộng nhỏ gọn tiết kiệm điện, tham khảo cho em Tùng mẫu này nhá. Modeling này đấy. Đấy, em sẽ báo giá hết một lượt cho mình cùng dễ quan sát nhá. Các bác nào đang quan tâm dòng nào sâu, tầm mức tiền tầm bao nhiêu, cứ bình luận lên, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục báo giá nhá. Đấy, chia sẻ bình luận nhiều lên, cho em Tùng xin mấy lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Vâng, cháu sỏi Trần Xuân này. Đấy, cháu Văn Cường này. Con nào số động màu trắng 5 chỗ ngồi không? Số tự động màu trắng 5 chỗ ngồi à? Đây. Số tự động màu trắng 5 chỗ ngồi bác tham khảo trước cho em mẫu này nhá. Đây, bác tham khảo cho em mẫu này đi. Giá hơn 200 thôi. Đây, con này dưới 200 nhé, báo giá cho anh con này dưới 200 trước này. 5 chỗ ngồi số động Kia Morning 208, đăng ký là bánh 2010. Đấy, con này chỉ có 190 triệu đồng tròn, con này gửi cho anh nhá. 190 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xin chất. Nội thất ghế da zin nguyên bản cho xe nhá, 190 triệu đồng. Số động nhập Hàn 2008 này. Đâu nhỉ? Đây có con này hơn 200 một xíu nhá. Đấy, hơn 200 một xíu, anh Văn Cường tiếp tục tham khảo cho ngoài đi. Đây. Kia Morning màu trắng 215 triệu đồng. Bản SX bản đổ full kính nhá, nhập Hàn 1.0 máy eco lên full đồ chơi rồi. Đèn pha bi cầu này, cam lùi cam hành trình, màn hình cova nhá. Đấy, bây giờ bên em còn rất là nhiều mẫu Kia Morning số động và tầm tiền loanh quanh 200 này. Tham khảo cho em mọi anh nhá. Máy cực chất, cực zin này. Đấy, tham khảo cho em chất lượng thì không phải bàn rồi, tham khảo về giá cả thôi, 215 triệu đồng. Còn bớt còn ra lọc sâu. Đấy, có con ạ. Rồi, ok, số động xong rồi nhá. Vâng, cảm ơn những lượt comment dành rất là nhiều ạ. Đây thì ngay sau đây này, xin giới thiệu gia đình của mình nhá, một mẫu xe lên Nhật nhá. Mazda 66 sedan đầu phân khúc hạng B này. Tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, con này chỉ có 140 thôi. 140 triệu đồng, động cơ 2.0 số sàn. Đây là răng đúc lốp nắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng 2m này. Xin nhan tích hợp trên sườn xe này. Cam nồi cao hành trình đầy đủ nhá. Mà còn đẹp một chút. Đấy, con này cực đẹp cực chất luôn nhá. Đây, con này cực đẹp cực chất luôn anh ạ. Đấy, con Modeling anh cứ tham khảo em con Modeling này nhá. Đấy, có đã video chi tiết rồi. Bác Văn Cường tí em gửi qua fanpage hoặc là Zalo cho bác nhá. Bác cứ để lại số điện thoại đi. Con này cực chất cực đẹp luôn, giá vô cùng hợp lý nhá. Modeling 2010, 1.0 máy eco số động, nhập Hàn. Đây, Mazda 626 này báo giá rồi này. Mazda 626 205 này. Đấy, 2.0 số sàn nhá. Cạnh mẫu Mazda 66 rồi này, báo giá gia đình mình này. Rồi tiếp tục là Kia Morning này. Kia Morning nhập Hàn 209, đăng ký là bánh 211, 1.0 máy eco. Không thích Morning thích hãng khác à?
Đấy, hãng khác mà số động màu trắng thì tạm thời lại chưa có anh ạ. Đấy, hãng khác thì tiếc quá, số tự động mà tầm 200 thì hãng khác thì chưa có rồi. Đấy, anh cứ theo dõi dùm em nhá, cứ theo dõi dùm em kênh fanpage đi, nào mà có tầm nào mà 200 hãng khác ngoài Moling thì em gọi điện ngay cho anh nhá. Vâng, chào Trần Tuân này. Đấy, chào tất cả những anh chị của mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy nhá, Moling bản SX đổ, bản đồ full kịch 209, đăng ký vào lăn bánh năm 2011. Con này bên em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy, 1.0 máy eco, máy số keo chỉ sơn xì còn zin nhá. Asen 209 bác Dương Dê, ok. Cố Asen 209 cho bác Dương Dê nhá. Chia sẻ cho em 5-7 lượt đi bác Dương Dê ơi. Vâng, thì ngay ở đây này. Ở ngay chỗ này luôn. Giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu Asen. Ông còn Asen 209 đâu nhỉ? À đây, Asen 209 màu bạc, 1.4 số sàn nhập hàng như trước đây. Nhà mình tham khảo dùm em nhá. Một chiếc sedan 2 đầu phân khúc hạng B. Đấy, nhập hàng, tư nhân chính chủ 14A Quảng Linh. Lốp nạp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất, mang về sẵn đi sẵn dụng thôi. Xe đình không dịch vụ taxi. Đấy, 160 triệu đồng nhá bác Dương Dê nhá. Ok anh Văn Cường ạ. Con màu vàng, con màu vàng là con gì nhỉ? À, con màu vàng à. Đây, con màu vàng bên em có một chiếc này nhá. Đây, có một chiếc màu vàng này. Nhưng con màu vàng đấy không số tự động anh ơi. Đấy, con màu vàng là con Kia Morning số sàn. Đây. Vâng, chúc Văn Lý, Văn Tỉnh Lý này, chúc A Tràng miền Tây. Đấy, chào Nguyễn Quang Đạt, chào tất cả các bác vừa xem buổi livestream anh nhá. Chào Cương Nguyên ạ. Đây, con màu vàng đây. Con màu vàng anh tham khảo xem con này nhá. Con này số sàn Kia Morning 216. Động cơ 1.254 máy nhá. Máy số keo chỉ sơn zin thì còn chất còn đẹp này. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 190 triệu đồng thôi. Con đi 10. Con đi 10 anh bán 110 triệu đồng không? Con đi 10 110 triệu đồng à? Bên em con đi 10 đang thấp nhất đang giao bán với cửa tiền là 135 triệu đồng anh Nguyễn Quang Đạt nhá. Đấy, anh có quan tâm ở đấy nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, tư vấn cho ạ. Đấy nhà mình Seto 215 à. Seto 215 à, Santa Fe 215 thì chưa có rồi. Đang có Santa Fe 207 thôi. Đấy, em xem tất cả những bình luận gia đình nha. Santa Fe. Bên em thì đang có Santa Fe 207, 2.7 máy xăng 2 cầu. Còn thời 215 thì tạm thời chưa có nhá. Chào bác thợ sửa khóa này. Chào đại hình đang xem buổi livestream với anh nhá. Đây là Santa Fe này. Đây thì tiện thời giới thiệu luôn Santa Fe mình cũng tham khảo nhá. Đây một đầu Santa Fe duy nhất bên em có nhá. Đây Hyundai Santa Fe 7 chỗ máy xăng 2.7 2 cầu điện. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi. Đấy, 7 chỗ Hyundai Santa Fe mà giá bằng con Moling thôi, hơn Moling một tí này. Hai cầu điện, máy xăng, tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương các vùng dân tộc đây. Đăng ký đăng kiểm con này còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 à tháng 3 năm 2023 này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin cho anh chị quý vị nhìn nhá, bao zin luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu bi breaker kết hợp với halogen này. La sáng đúc lốp nắp đẹp, có phanh dây chống bó cứng ABS rồi. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin nguyên bản cho xe. Gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Màn hình cova cỡ lớn rồi. Con này thì em đang bán được cửa tiền 315 triệu đồng ạ. Quay chút anh chàng miền Tây à. Đâu nhỉ? Em sang xem máy hỏi gì à. Đây Santa Fe 207 đây nhá. Có bán thì em chốt luôn. Con đấy con mọi i10 đời 208 315 triệu đồng nhá. Thêm một xíu nữa đi nhá. Thêm một xíu nữa nhá. Là có lãi này em chốt luôn cho bác Nguyễn Quang Đạt nhá. Đây, anh quay nhiều cho em đi, không phải quay chút con này luôn, quay nhiều luôn nhá. Santa Fe 207 272 cầu máy xăng đây. Đấy, 7 chỗ mà giá còn Moling nhá. Giá còn có thể bớt và còn để thương lượng được cho những anh chị quý mình đang quan tâm nhá. Bác nào mà chốt được này, mà chốt được đầu nào trong buổi tối livestream ngày hôm nay nhá, giảm ngay từ 5 đến 10 triệu đồng một đầu xe nhá. Chào Yên Đông, chào Đại Đình mình nhá. Đấy, chào tất cả những bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đây, Santa Fe 315 triệu đồng 207 đây. Đấy, tham khảo đi. Vậy có con nào số động alo anh cứ trắng 5 chỗ ok anh nhá. Nhớ cạnh mẫu Santa Fe 207 rồi này, tiếp tục báo giá này mình. Một chiếc SUV gầm cao 5 chỗ đây. Đến từ nhà Honda nhá. Honda CV 209 2.4 số tự động. Đấy, con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền là 405 triệu đồng cho đại gia đình mình. Xe đang mang biển tư nhân chính chủ 37 Nghệ An Cây Bắc nhá.
37.000 quê bác đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la sang đúc lốp láp chất. Ở trong vòng tầm 5 năm rưỡi đó thì không phải nghĩ ngợi gì về lốp láp này. Xin nhan trên gương, gương kính cụm sạc điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay. Có trang bị giá để đồ chê trên cao này, cũng như nội thất này. Đấy, nội thất ghế ra điều hòa nó lại 2 chiều. Đấy, 5 chỗ SUV đến từ nhà Honda đây. 405 triệu đồng, còn bớt còn có thể gia lộc sâu được cho lại gia đình mình ạ. Vâng, cho Tăng Tiên Sinh, cho Minh Nguyễn này. Quay i10 số động đi em, anh Văn Nguyễn. i10 số động thì tạm thời bên em chưa có rồi. Anh tham khảo cho em mấy chiếc Morning và chiếc Genta số động nhá. Đấy, i10 số động thì chưa có anh ơi. Đấy, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày nay, hoan hỉ cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi đại gia đình ơi. Đây, bác đang quan tâm dòng i10 số động này, tham khảo cho em chiếc này đi. Cùng một nhãn hàng đến từ Hàn đây. Genta X nhá. Genta X 2010 đăng ký là bánh 212. Con này bên em đang bán với cửa tiền đại gia đình mình là 220 triệu đồng. Động cơ 1.2 số động, 5 chỗ ngồi. Màu đỏ đuôi rất đẹp đây nhá. Đấy, rất phù hợp cho các bác nữ này, màu rất là đẹp, rất là ưa nhìn đây. Xe thì trang bị la sang đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện nhá. Đấy, cửa sổ trời này, động cơ 1.2 số tự động. Rất là phù hợp những bác nữ, những chị gái đang quan tâm với dòng này này. Cháu Vũ Quân, số cháu Vũ Quân ạ. La chết đi số sàn, ok em xuống xem à. La chết đi số sàn thì bên em rất là nhiều. Tham khảo cho em đây, tham khảo cho em mấy mẫu nhá. Đây, bên em đã có con La chết đi 212 này. La chết đi 2012 đăng ký là bánh 213. Đấy, độ lên phong dáng ở mẹt rồi. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 190 đồng thôi. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Đấy, la sang đúc lốp lóc đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đèn thì còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu lứt vỡ bóng mờ sưng do nhiệt nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 1 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều rất buốt rồi. 190 triệu đồng thôi, đời 2012. Số sàn 1.5. Đấy, màn hình to như quyển sách rồi nhá. Máy số keo chỉ thì còn chất, còn đẹp, còn zin. Đấy, bán 190 thôi. Xe nhập à? Tầm La Chetty xe nhập thì bên em đang chỉ còn mấy mẫu Celic thôi anh nhá. Đấy, chỉ còn mấy mẫu Celic là xe nhập thôi. Đấy, anh cứ tham khảo cho em mấy mẫu La Chetty thì xem có ưng được mẫu nào nhá, có ưng được mẫu nào không ạ. Vâng, cháu Lê Hợp Quan này, cháu bác Phạm Hoan, cháu Vũ Hữu Vụ, cháu Thiên Đặng, cháu Đại Đình nhá. Đây thì ngay đây cũng một mẫu La Chetty đây. Ngay chỗ này cũng một mẫu La Chetty 2007 nhá, 140 triệu đồng. Màu đen sedan hai đầu. Đấy, 140 thôi nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng sâu. Đấy, hai đầu và giá bằng con SH đây này. Đấy, ngay chỗ này cũng một có một con La Chetty nữa nhá. La Chetty 209 đăng ký 2010. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 145 triệu đồng, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy. Đi qua rồi. Đi qua rồi à? À, ok, nếu mà đây cũng có mấy con Celic nhá. Đây, Celic, nếu bác quan tâm dòng Celic nhập này. Đấy, La Chetty Celic 2010, 1.6 số động nhá, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh đây. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng. Đấy. 230 có con nào không em? 230 bên em rất là nhiều luôn, mà tầm loanh quanh 230 rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xe nhập thì có mấy đầu Celic này các ạ. Đấy, quan tâm cho em mấy đầu Celic đi. Có video hình ảnh chi tiết nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Đây nhá, tầm 230 này. Cờ lui 209 2010. Cờ lui 209 2010 thì chưa có. Chỉ có tầm 209 2010 chỉ có mấy đầu Celic thôi bác ơi. Đó, cờ lui thì chưa có rồi. Nếu bác nào vừa mới comment tầm 230 nhá, tầm 230 lời cao quan tâm cho em mẫu này này. Avel 2016 nhá, 215 triệu đồng, màu bạc. Máy số keo chỉ sơn xin còn zin, lốp láp đẹp. Đấy, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, một thương hiệu đến từ Mỹ đây. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến cuối năm sau, tháng 12 năm 2023 nhá. Đấy, màu bạc này này, đấy màu bạc. Avel 2016 215 triệu đồng. Và tầm 230 thì bên em có tiếp tục một mẫu Avel nhá. Lại một mẫu Avel đây, 2017 luôn. 2017 225 triệu đồng nhá. Thông số kỹ thuật y xin kia, 1.5 số sàn. Đấy, nhưng con này màu đen thôi. Máy số keo chỉ sơn sinh bao zin bao chất nhá. Đấy, tầm 230 thì tham khảo cho em hai đầu này. Đấy, đời cao. Mà giá này vô cùng hợp lý ạ. Chào bác Văn Nga Nguyễn, chào bác Đinh Hanh GV, chào bác Trần Luyến này.
Đấy, chào Vũ Quân nhá. Đấy, cờ lui thì tầm 209 hay 10 không có, chỉ có Cedric thôi. Đây thì ngay đây nhá, cho tiếp tục buổi báo giá ngày hôm nay này. Báo giá chị quý vị gia đình của mình một mẫu xe đến từ Hàn Quốc đây. Hyundai Grand i10 hatchback một đầu bản đồ. Con này thì bên em đang bán với giá cả mong muốn cho đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Là sang đúc lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan rạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9. Đến tháng 9 năm 2023. 235 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Đấy. Bản đồ thì được trang bị vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Màn hình to như quyển sách đây. 230 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 hatchback một đầu bản đồ đấy ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10. Đấy, báo giá ra thì mình tiếp tục một dòng xe đến từ nhà đây, nhưng đến từ nhà Kia nhá. Kia Zondo. Đấy, các bạn nào đã quen với những chiếc Kazen 7 chỗ của nhà Kia này. Đấy, đây dòng đàn em ở Kazen đây. Zondo 2016, đăng ký và lăn bánh năm 2018, động cơ 2.0. Số rộng, đấy, 7 chỗ ngồi nhá. 7 chỗ ngồi một dòng xe gia đình rất đẹp đây. Còn này bên em đang giao bán với cửa tiền là 470 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng sâu, cũng như là hỗ trợ trả góp như ship xe trên toàn quốc cho mẫu này nhá. Là dạng phụ đúc phay 4 bánh này, lốp lao chất, máy số keo chỉ sơn si còn zin. Đấy, nội thất ghế da màu đen rất đẹp luôn. Một dòng xe 7 chỗ nhá, đến từ nhà Kia cũng vô cùng tiết kiệm nhiên liệu thôi. Ăn từ 7 lít 3 đến 7 lít 4 trên 100 km đường trường này. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi, 2.0 số tự động. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Zondo 7 chỗ 470 triệu. Vâng, chào Nam Phương, chào Nguyễn Đình Thọ này, vâng, chào bác. Chào tất cả những lượt bình luận dành mình nhá, chào bác Tài Biểu, chào bác Rúc Phạm này, chào bác Vùi Đức, chào bác Hùng Phan. Đấy, chào bác Nguyễn Văn Nga, chào đại gia đình mình ạ. Chào bác Mè Văn Sơn. Đấy, đến con Zondo đúng không? Đấy. Zondo 2016 này, 470 triệu đồng này. Cái mẫu Zondo 2016 rồi. Tiếp tục báo giá đại gia đình mình. Rồi, Toyota Vios nhá. Toyota Vios màu đen 2009 bản E-Sit. Đấy, đời 2009. Động cơ 1.5 số sàn. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 225 triệu đồng thôi nhá. 225 triệu đồng. Bao rút hồ sơ gì mình ạ. Màu đen rất đẹp này, bản E-Sit 1.5. Đấy, một dòng xe rất là tiết kiệm nguyên liệu nhá. Tiết kiệm nguyên liệu, lồi đồng cuối đá mà phá không chịu hỏng. Đấy, tham khảo cho em mọi đi. Một dòng xe gia đình rất là lành, rất là hiền. Vâng, chào Văn Bơ này, chào Phạm Phương Nam, chào bác Đặng Đức Lam, chào đại đình mình ạ. Toàn xe đẹp đúng rồi, phải toàn xe đẹp, phải toàn sân chất thôi. Chào bác Châu Nguyễn nhá. Đấy, cạnh mẫu Toyota Vios 2009 vừa rồi này, báo mình giá này mình con màu trắng này, con Morning 208 190 triệu đồng số động rồi này. Đây thì bên đây em có mấy mẫu nhá, tham khảo tiếp cho em đi. Hyundai Grand i10 bản bay 2016, đăng ký năm bánh năm 2018. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền là 235 triệu đồng rồi nhá. 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy, màu trắng này mày mắng không mua đây. Bản bay như độ lên la sang đúc rồi. Đấy, lốp lát còn sâu còn đẹp này. Xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm rất là dài. Đến tháng 12 năm 2023 nhá. 2016. Đấy, 230 triệu đồng thôi. Cho mẫu Hyundai Grand i10 bản bay đấy ạ. Màu trắng rất đẹp đây. Vâng, cháu Huy Viện vừa vào xem buổi livestream này. Cạnh cái mẫu bản bay 2016 rồi. Tiếp tục báo giá chị quý mình một bản full kính nhá. Hyundai Grand bản full 2014, đăng ký là bánh 2015 này. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền là 230 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp nhá. i10 sedan 2 đầu không anh à? i10 sedan 2 đầu bên em còn ở mẫu đâu nhỉ? Đây, anh tham khảo cho em mẫu sedan nhá. i10 sedan 2 đầu này 2015, đăng ký và làm bánh năm 2016 nhá. Còn này bên em đang giao bán với cửa tiền 260 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, đầy đất cảng đây. Màu trắng rất đẹp nhá. Đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, xi nhan trên sườn xe. Gương kính chỉnh điện, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm nay. Đây, nội thất ghế da đây, hai tông màu đen đỏ. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền 260 triệu đồng thôi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Màn hình thì có hãng này. Đấy, nội thất bên trong còn thơm phức luôn. Mang về sẵn đi rồi, sẵn sử dụng, phục vụ nhu cầu đại gia đình mình ạ. Vâng, hello Bắc Tĩnh Đoàn ạ. Đấy, hello đại gia đình mình.
Vâng, cháu Nguyễn Sang nhá. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream này. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày nay. Hoan hỉ vui vẻ lên. Đấy, Lộc Trân Tùng mỗi người xin 2-3 lượt chia sẻ đi. Lên trang cá nhân, lên tường, lên hội nhóm này. Không mất tiền, không bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream hơn. Để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu tìm đến dòng xe cũ nhá, thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để được tư vấn, xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Xe lanh quanh chỉ tầm 100 triệu đến 600 triệu đồng thôi. Đấy, bình dân, phù hợp với mức gọi là thu nhập tầm trung cho của tất cả mọi người ạ. Đấy mà giá lại còn bớt, còn thương lượng. Ok anh Bắc Đặng Đức Nam nhá, đã liên hệ Zalo rồi. Ok bác. Đâu thì xem còn mẫu nào nhá, tiếp tục bình luận xem nha. Tiếp tục comment đi, tiếp tục bình luận thì em Tùng báo giá cho. Xe đẹp luôn, phải xe đẹp chứ bác Nguyễn Viết Khôi ơi, chia sẻ đi bác Nguyễn Viết Khôi. Đây nhá, thì hôm qua bên em mới về một con xe rất là chất luôn. Hôm nay hơi bận một xíu chưa lên video được nhá. Thì nhà mình cứ tham khảo cho em mẫu này đi. Toyota Vios 2019, đăng ký là bánh năm 2020. 1.5 số sàn bản E nhá, bản E. Cái này bên em giao bán với cửa tiền là 515 triệu đồng. Đời 2019, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp ship xe trên toàn quốc cho anh chị quý vị mình. Đấy, zin 100% luôn. Máy số keo chỉnh sơn si, cột keo zin, gầm bệ vô cùng chắc chắn nhá. Biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương con họ trên tỉnh đấy ạ. Có con váy ốt trắng nào không? Con váy ốt trắng à? Bác Tuyền nương ơi, váy ốt trắng 1-2 hôm nữa là có một váy ốt trắng về nhá. Một váy hôm nữa là có váy ốt trắng về ạ. Ok, chốt đi ạ. Vâng, chào Hoàng LV, chào đại gia đình đang xem buổi livestream này nhá. Đây, váy ốt màu vàng cát 2019, 1.5 số sàn bản G. Số động. Đấy. 515 triệu đồng gửi gia đình của mình. Đấy, còn rất nhiều đầu xe nhá. Thì đây bên em đang có hai mẫu ghét này, anh chị mình cùng tham khảo giùm em hai mẫu ghét nhá. Đây, mẫu bên con biển 89 này, ghét màu xanh, hai đời 2009, đăng ký là bánh 2011, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền 135 triệu đồng. Đấy, biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên, biển 4 số 1 chỗ từ đầu. Nốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn si chất, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2022 nhá. Vô lăng túi khí này, đấy. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ vẫn zin nguyên bản theo xe nhá. 135 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng được thêm gia đình mình. Đấy, nội thất ghế lỉ trần lỉ zin nguyên bản theo xe này. Tập lái tránh mưa tránh nắng nhá, mang về sẵn đi sẵn dụng thôi. Đấy, bên này thì cũng có một con 209 nữa, tham khảo tiếp trong con này. Đấy, cũng ghét màu xanh 209. 135 triệu đồng. Đấy, con này thông số kỹ thuật y xin kia luôn. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn si chất nhá, lốp lao đẹp. Đấy, hai con ghét này 135 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng sâu gia đình nhá. Con chóc tài sáo này, chóc Nguyễn Khôi này, chóc Mạnh Nguyễn Ba, chóc Nhi Hồng, chóc Hồ Văn Dũng, chóc đại đình nhá. Ghét này đúng không? Đấy, dòng xe phổ thông báo hết rồi này. Y10 bản đủ 2014 này, Mua Linh bản đủ 2009 này. Mua xe có được tặng cam quay làm kỷ niệm không? Đấy, bác cửa nương cứ mua xe đi, cứ yêu cầu tặng gì bên em tặng đấy nhá. Đấy, thích cái gì tặng đấy. À, tặng cá quay à? Cá quay thì nhà một mây luôn, một trời luôn ạ, một trời cá quan luôn. Bác đến thích bắt bao nhiêu bắt cũng được, bác tuyển lương nhá. Cá quay rất là nhiều luôn. Ôi, chỗ này báo giá này, cái dàn Mô Linh đây báo giá này. Còn đến đây em xem những mẫu nào chưa báo giá thì báo giá cho mình ạ. Thì ngay ở đây nhá, cạnh chiếc kia, cạnh chiếc Vios 2016 thì báo giá gia đình mình một chiếc Vios 2010 Toyota màu đen, Vios 2010, tư nhân chính chủ 30E đây, 30 Hà Nội phố nhá. Này bên em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Đấy, dưới 200 triệu thôi. Mà nó có Vios bản E xịn đi rồi. 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 7 năm sau cơ. Máy số keo chỉ sơn si thì có đại chất. 195 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho đình mẹ ạ. Vâng, chào bác Cà Thuấn này, chào Giang Mã. Chào tất cả những chị quý vị vừa xem buổi livestream này nhá. Đấy, các bạn nào hôm nay vừa xem lần đầu này, cho em Tùng xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube, nhìn fanpage chính thức cho ô tô là mẹ dương đi cả gia đình ơi. Thì ngay chiếc máy quay nhá, xin báo giá gia đình mình một mẫu xe ngoại nhập đây, nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Samsung FM3 2010, đăng ký năm bánh 2012. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Xe được trang bị la răng lốp 4 bánh này, có vành đĩa chống bó cứng ai biết nhá. Gương kính cụp xe điện. Đấy, sấy gương sấy kính thì đổ cả rồi. Full option đồ chơi luôn. Đây, cờ sổ trời ba lô la ma này, sấy gương sấy ghế này. Gương kính chỉnh điện và ghế cũng chỉnh điện nhá. Đây, nội thất bên trong rất là đẹp luôn.
Đấy, vô lăng 3 chấu, tôi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, đang bán con này với cửa tiền hơn 200 thôi, 215 triệu đồng cho đại đình mình nhá. Xin chỉ một con làm kỷ niệm. Ok bác Tuyển Lương ạ. Vâng, trong Nguyễn Tân, cháu Đức Ngà, cháu Lê Tuấn. Chào đại mình đang xem buổi livestream này nhá. Đây thì em tiếp tục báo giá được khu vực này. Đây, chỗ này còn mấy mẫu xe chưa báo này. Vâng, thì ngay trước máy quay nhá, xin báo giá đại gia đình mình một dòng xe tập lái đây. Toyota Vios 206, 1.5 số sạc. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng, sedan này đầu phân khúc hạng B. Lồi đầm cối đá phá không chắc nó hỏng đây. Vios 2006, 1.5 số sàn biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Con này bên em đang giao bán thì cửa tiền là 130 thôi. 130 triệu đồng cho nên mình cũng quan tâm nhá. Đấy, cạnh mẫu Vios này báo giá thì mình một dòng nhập khẩu đây. La Chetti Cedric 2010, đăng ký là bánh 2012. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An này. Con này thì bên em đã rút hồ sơ rồi. Thế như thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong vòng lốt nhà thôi. 1.6 số rộng, 5 chỗ ngồi. Đấy, cửa sổ trời ba lô la ma này, cam lùi cam hành trình, vô lăng túi khí. Tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng, đầu đèn mình cho xe nhá. Máy số keo chỉ sơn chi zin. 258 triệu đồng vào rút hồ sơ cho đại gia đình mình ạ. Đấy, xe này này. CRV 209 này, 2.0 số tự động báo giá rồi này. Santa Fe 207 báo giá rồi này. La Chetti Cedric 2010, 250 triệu đồng này. Đấy, Accent 209 này, báo giá rồi này. Quay lại Santa Fe máy dầu, bác Xuân Hòa Santa Fe máy dầu tạm thời bên em chưa có bác Xuân Hòa ơi. Cứ để lại số điện thoại nhá, làm có Santa Fe máy dầu thì em liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Accent 209 160 báo giá rồi này. Avel 2016 215 triệu đồng này. La Chetti Cedric nhập Hàn 2010 255 triệu đồng này. Vivante 209 2.0 160 triệu đồng nhá. Đấy, La Chetti 140 này. À đây, ở dưới này còn dòng này thì còn mẫu này. Thì ngay sau đây nhá, em Tùng xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu 5 chỗ gầm cao đây, SUV gầm cao đây. Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký năm bánh 2018 này. Máy số keo xỉ sơn xi cột kèo zin, cầm bệ chắc chắn không bùng mọt. Đấy, 550 triệu đồng. Đấy, ba số. Con này thì bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho đại gia đình của mình. Mitsubishi Outlander 2016 với lớp sơn vào xám bạc rất đẹp đây. Đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Máy số keo chỉ sơn xịn còn zin luôn. 550 triệu đồng. Vâng, chóc Lương Sĩ Định. Đó, luyến luyến sau cụ trẻ Đoành. Chóc Xuân Hòa, chóc Tùng Nguyễn này. Chóc Đông Nguyễn Văn, chóc Phạm Thành. Chào toàn thể anh chị của mình đang xem buổi livestream này ạ. Đây thì cái vé này em báo giá hết rồi. Đâu xem còn con nào chưa báo giá nhỉ? À đây. Tiếp tục lại đến dòng 7 chỗ của mình cùng tham khảo giúp em nhá. Innova. Toyota Innova 2011, đăng ký và lăn bánh năm 2012, biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hồng Lõi đây. Động cơ 2.0 số sạc. Thì con này bên em đang giao bán với cửa tiền là 330 triệu đồng thôi. 330 triệu đồng. 2.0 số sàn, hộp số VVTi, vô cùng tiết kiệm ở nhà Toyota nhá. Đấy, bản G xịn thì được trang bị la xăng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí tàn trên vô lăng. Đấy, 2.0 số sàn 211, đang bán với cửa tiền là 330 triệu đồng thôi. 330 triệu đồng cho mình cùng quan tâm nhá. Giá Fortuner máy dầu số sàn không quay em xem với. À, Fortuner máy dầu số sàn thì cũng chưa có bác Lương xưa. Bác Lương Sĩ Định ơi. Đấy, tiếc quá, bác cứ cho em xin số điện thoại nhá. Cứ để lại số điện thoại đi. Để lại số điện thoại nhá, làm có đầu Fortuner nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác ạ. Vâng, trong Hoàng Bằng này, cho ô tô Thanh Tùng, chào đại gia đình mình nhá. Đây thì hôm nay bên em có thể về thêm một bộ Mitsubishi Zoe đi đây. Nhà mình cùng tham khảo với em nhá. Đấy, 125 triệu đồng thôi. Mitsubishi Zoe 204, đăng ký bánh 206. Đấy, động cơ 2.0 số sàn. Nước sơn màu xám bạc rất đẹp nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm cho mình một chiếc 7 chỗ là gia đình này, quan tâm chiếc này. Đấy, 7 chỗ mà chỉ có 120 bằng con SH đây, mà đi 7 người, phục vụ mọi nhu cầu gia đình của mình. Đấy, la sang đúc phanh đĩa rồi. Đấy, nội thất ghế da điều hòa đóng lạnh 2 chiều Red Boot luôn. Đấy, xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên văng. Nội thất ghế da điều hòa đóng lạnh 2 chiều nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi ạ. Đấy, Mitsubishi Zoe 2004, 120 triệu đồng. Đấy, rìa này là hết xe này. Đây, đầu này hết xe này. Đây, còn trong góc này. Còn trong góc này chưa báo giá xong. Đây, em Tùng tiếp tục báo giá nhá. Vâng, chào anh Bùi này, chào Trà Đoàn, chào Hoàng Bằng, chào Đại Đình nhá. Còn kết thì báo giá rồi này.
con Morning màu vàng ở phía xa xa có giá này. Ở đây thì ngay trước mấy quanh nó xin báo giá gia đình mình một chiếc số rộng 2 đầu 2008 mà chỉ có 225 triệu đồng thôi. Đấy, Kia Bride 2008 số động, nhập Hàn nguyên chiếc, đăng ký lên bánh tại Việt Nam năm 2010. Xe thì mang động cơ 1.4 số sàn DOHC nhá. Đây, dòng anh dòng chị của những chiếc Rio K3 cả xe ô tô đây. La răng đúc này, lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi chất. Máy số keo chỉ sơn xi zin luôn. 1.4 số động. Đấy, 5 chỗ ngồi nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn tham khảo thêm gia đình mình ạ. Rồi, sợ Bride này. Đây, trong đây còn mấy mẫu chưa báo giá nhá. Ông đi trước máy quay đây xin báo giá lại gia đình nhà mình. Đấy, hai mẫu Hyundai Grand i 10 bản đủ nhá. Con màu bạc thì đời 2014 này. Và con màu trắng thì đời 2016. Đấy, con màu bạc này 235 triệu đồng. Con màu trắng thì 255 triệu đồng báo giá gia đình này. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Bản đồ thì được trang bị la răng đúc, có phanh điện chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Có đầy đủ start up rồi này. Đấy, bản đồ 2014 thì 230 và bản đồ 2016 thì 250 triệu đồng. Đấy, các bác mà đang tham khảo đến dòng Hyundai Grand i 10 này. Đấy, nhấc máy lên gọi cho em với hai số này. Đấy, tư vấn thêm về hai món này nhá. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp. Đấy, chỉ bàn về giá thôi, chất lượng thì không phải bàn rồi. Ông cháu Dương Trường, cháu Thu Mai, cháu Tân Hà, cháu Đinh Thị Thu Trang trở lại gia đình mình ạ. Đấy nhá. Vios 2019 này 515 triệu đồng báo giá rồi này. Đây, trong góc này thì chưa báo giá, tiếp tục báo giá trong đây. Vâng, thì ngay đây nhá, hãy báo giá mình một chiếc Kia Morning nhá. Kia Morning số động 208 180 triệu đồng. Số động 1.0. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất nhá. 108 thôi, số tự động. Đấy, biển 16 16 Hải Phòng đây. Cặp đèn pha hình trái xoài này. Còn sáng còn đẹp, không rạn nứt bóng mờ. Full đồ chơi rồi, cam nồi cam hành trình. Màn hình cova cảm biến đuôi 180 triệu đồng thôi. Ở trong góc này thì còn mấy mẫu chưa giới thiệu ạ. Xin giới thiệu cho này nhá. Con i 12 đầu 2015 phải báo giá rồi này. Đây ở cuối này có mấy mẫu đây. Đây, bác nào mà vừa hỏi một chiếc i 10 đời 2010 đổ xuống này. Form cũ quan tâm cho mẫu này. i 12 là 8 1.0, 4 máy. Đấy, giá tham khảo đại gia đình mình 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng thôi nhá. 4 máy 1.0 nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi đại chất. Cầm vệ chắc chắn nhá. Hyundai Grand i 10 2008 này. Đấy, góc này toàn nhanh quanh tầm hơn 100 triệu thì mình cùng tham khảo này. Đấy nhá. Sedan hay đầu phân khúc hạng D này. Daewoo Maglev 205 đăng ký là bánh 207. Đấy, một chiếc xe phân khúc hạng D này cùng phân khúc với Camry đấy nhá. Cùng phân khúc với Camry. Mà bây giờ cho ô tô đồng với Hải Dương bán chỉ có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Tư nhân 19 đất tổ Phú Thọ đây. 2.4 số tự động, 5 chỗ ngồi. Đấy, cao nồi cao hành trình đầy đủ này. Gương kính chỉnh điện, ghế cũng chỉnh điện nhá. Giấy gương giấy kính đủ cả rồi, full đồ chơi. 135 triệu đồng này. Đấy, Daewoo Maglev 2005. Sedan hai đầu phân khúc hạng D. Đấy, các bác nào yêu cái đẹp này, thích sự sang trọng nhá, tham khảo cho mọi đi. Đấy, trong góc này hết xe. Đấy. Đấy thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá gia đình nhà mình. Đấy, loanh quanh là hơn 70 đầu sản phẩm rồi. Hơn 70 đầu sản phẩm nhá. Các bác mình đã thấy ưng mẫu nào chưa? Hợp mắt mẫu nào chưa? Đấy, để lại cho em bình luận cũng như comment đi. Để em tiếp tục tư vấn nào. Đấy, rất nhiều xe luôn này. Đấy, Zoyli mới về 2004 này. 125 triệu đồng này. Đấy, Toyota Vios 2011 330 triệu đồng. Mitsubishi Zoyli 204 tiếp đây. 130 này. Đằng sau là con 4S máy dầu nhá. Đấy, con máy dầu duy nhất bên em đấy nhá. Con này là 220 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Avel 2017 màu đen. Số sàn 1.5. Đấy, giá bằng con Morning thôi. 220 triệu đồng này. Vios bản E 209 màu xám này. 220 triệu đồng. Kenta đây, tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên nhá. 125 triệu đồng. Đấy, Mitsubishi Outlander đời cao 2016. Máy số keo chỉ zin 2.0 số động. 555 triệu đồng. Đấy, bên cạnh là con Lachetti 2008 này. Đấy, con này thì 150 triệu đồng. Vâng, chào Trương Tấn Lực, chào Nguyễn Tiềm Dung, chào Lưu Hoa, chào Đỗ Trọng, chào đại đình mình. Đấy, Lachetti 207 này, 140 này, 1.5 số sàn nhá. Vivante màu đen, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. 2.0 số sàn. 160 triệu đồng, xe gia đình.
Là Chetty Cedric. Đây, nhập Hàn nhá. 250 triệu đồng này. Đấy. Cạnh là con Avel 216 số sàn. Cái này là 215 triệu đồng thôi. Đấy, đời cao của giá bằng con Moling thôi. Đây. Em báo giá trong báo giá lại điểm tin cuối tuần lại cho mình nhỉ. À hôm nay ở đúng điểm tin cuối tuần đúng không? Hôm nay là thứ 6 rồi. Đây bên cạnh là con Asen này 2009 này 160. Lighty Cedric nhập Hàn 2010. Màu xám đá 250 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Santa Fe đây 7 chỗ đến nhà Hyundai đây. Tên tuổi mà có 300 thôi này, có hơn 300 một xíu này. Đấy. CRV Honda 405 triệu đồng. Số động 7 chỗ 2.0. Đây Vivante 2009 đây. 193 triệu đồng. La cho đi Cedric tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác nhá. Con này máy số keo chỉ sơn Sizin 1.6 số động 225 triệu đồng. Đấy. Vios 206 tập lá này 130 này. Đấy, rất nhiều dòng sản phẩm luôn. Rất nhiều dòng sản phẩm mình cùng tham khảo nhá. Đấy, La Chetty 2012 này. Đấy thì vừa rồi em cũng đã giá hết những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Đồng Hải Dương rồi. Đấy, nhà mình đang quan tâm đến mẫu nào nhá, thủ tục buôn bán ra sao, ship xe trên toàn quốc luôn đấy, thì cứ bình luận, cứ comment hoặc liên hệ cho em trực tiếp qua hai số Zalo đang để trên màn hình 0347701777 0343540999 nhá. Đấy thì vừa rồi cũng livestream khá là dài rồi. Đấy, buổi tối thì cũng xin gia đình nhà mình lanh quanh tầm tiếng thôi, lanh quanh tầm tiếng để nhà mình cùng tham khảo với em nhá. Đấy, xin chào và gặp lại anh chị quý mình trong những buổi livestream tiếp theo. Đấy, chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ nhá. Gặp lại gia đình nhà mình vào ngày mai ạ.